Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ngay trong đêm 28 tháng 5 đến dạng sáng nay 29 tháng 5, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã lấy hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 những người có liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina thuộc khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm truy vết. Đây là ba trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đến khám tại bệnh viện quận Tân Phú. Ba ca nhiễm này cùng một gia đình, gồm ba mẹ và con gái, cư trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Qua điều tra sơ bộ, HCDC và ngành y tế địa phương truy vết được người mẹ có đi làm tại căng tin phát đồ ăn thuộc công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina vào thời gian từ ngày 16 đến 26 tháng 5. Ngay lập tức Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, điều tra truy vết, cách ly ngay các trường hợp có tiếp xúc, mở rộng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân viên làm việc tại công ty, với số mẫu phải hoàn thành trong đêm là 700 mẫu với phương pháp gộp 5 mẫu mỗi nhóm 5 mẫu. 700 công nhân thực hiện cách ly tạm thời tại công ty, tất cả phải được lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả để được đánh giá nguy cơ. Đoàn lấy mẫu xét nghiệm gồm Trung tâm Y tế quận Tân Phú, bệnh viện Trưng Vương và nhóm sinh viên hỗ trợ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cũng trong tối ngày 28 tháng 5, khoảng 50.000 người dân ở phường 15 quận Gò Vấp đã được lấy mẫu ngay trong đêm. Trước đó, quận Gò Vấp nhận được thông tin 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm trong khu vực phong tỏa trên địa bàn phường 15. Khu vực phong tỏa này có liên quan với các ca lây nhiễm của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xuống làm việc trực tiếp với quận Gò Vấp. Tại buổi làm việc, bên cạnh việc lấy lại các mẫu xét nghiệm để xác định trường hợp nghi nhiễm trong năm mẫu gộp trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng cũng chỉ đạo quận triển khai ngay việc lấy mẫu rộng, tầm soát toàn bộ người dân cư trú tại phường 15. Hiện, trên địa bàn phường 15 có khoảng 50.000 người dân và việc lấy mẫu sẽ thực hiện xuyên đêm, hoàn thành trước sáng ngày 29 tháng 5 các lực lượng chức năng của quận ngay lập tức lên kế hoạch phối hợp tổ chức lấy mẫu. Chính quyền địa phương đã sắp xếp 8 địa điểm, dự kiến mỗi địa điểm từ 5.000 đến 6.000 người và chi khung giờ để người dân lên lấy mẫu, đảm bảo giãn cách an toàn. Thành phố đã điều động các đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện để hỗ trợ quận Gò Vấp. Trong đó, người dân được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp, gộp 5 người thành một mẫu. Đây là phương án nhằm tầm soát nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn phường 15. Do đó, người dân cần bình tĩnh và phối hợp với chính quyền địa phương để cùng chiến đấu với dịch bệnh.